Chừng nào núi cấm quá lầu thì là ba tánh hết rầu hết lo, lên cơn sốt rồi nóng lạnh rồi mệt rồi bệnh rồi ăn không được ngủ không được rồi về núi khỏe. Về núi là khỏe. Giống như là mình bị bà chúa hành mình phải trở về núi. Hôm nay giống như là có một cái duyên đó, mấy con đến gặp thầy Tư để tạo cái duyên. Có những người càng tìm tới thầy Tư để thầy Tư giúp đó. Thì cho hỏi trên mình thầy Tư đang khoác một cái y phục này là của một cái vị nào vậy? Cái y phục này là của bà Chúa Thượng Ngàn. Chúa Thượng Ngàn? Ừ. Mà bà Chúa Thượng Ngàn này ngày xưa là ở bên Trung Quốc, rồi chạy qua bên Việt Nam, rồi ở ngoài Phan Rang, Phan Thiết, rồi bỏ xác ngoài đó. Thì giống như là Tư có duyên tu theo là mật tông, bên xuất gia, nhưng mà có căn duyên là giống như là tâm linh để mà theo độ xác của Tư. Tư là người ở thành phố Hồ Chí Minh năm 2006 mà về núi Ông Cấm này nay là cũng 20 mấy năm rồi, cũng nhân viên ở trên chuyển cho về để mà lo nhang đèn, là cụ phẩm là thờ cụ phẩm lịnh mẹ lịnh bà, là có thờ Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, Đức Diệu Trì Kim Mẫu và Tam Thế Phật. Thì trong đó cũng có là bà Chúa Thượng Ngàn của Trung Hoa Trung Quốc chạy về Việt Nam. Rồi một nhân viên mượn vào xác của Tư, mà lúc đó Tư cũng chẳng biết là ai, rồi là cứ cứu độ chúng sanh. Rồi ba gia ba tánh thấy Tư giống như là nói nhỏ nhẹ, mềm mỏng, yểu điệu, được có người kêu bằng mẹ, có người kêu bằng bà, có người kêu bằng sư, có người kêu bằng thầy, có người kêu bằng cậu, bằng chú, kêu bằng gì kêu Tư cũng chấp nhận hết. Nhưng mà nay có được nhân viên mấy em tới đây để mà gặp Tư để trò chuyện, thì Tư phát cái y bào này lên là của bà Chúa Thượng Ngàn. Dạ. Để mà tâm sự. Nay là ngày 28 tháng 8 năm Canh Tý 2020, Tư cũng có đôi lời để mà nói những gì mà người ta đã đi trước, người ta đi sau. Dạ. Để nói là thường Đức Thầy nói như là chừng nào tiếng sấm nổ vang thì là núi cấm tan quan quá lầu, thì là ba tánh hết rầu hết lo. Thì Tư cũng có đôi câu là chừng nào núi cấm quá lầu thì là ba tánh hết rầu hết lo, bây giờ ba tánh ấm no cũng nhờ Đức Phật ban cho nhiệm màu. Thì Tư ở trên núi cấm ở điện cụ phẩm thì có đôi lời chúc cho các đồng đạo gần xa và các bên linh căn, các căn, các cung, các cõi, các ngành, các cấp và các chính quyền sở tại, cũng vì bá gia bá tánh, vì nhân dân, vì chúng sanh, vì muôn loại, để mà cứu giúp đồng bào để sau này nếu có những vị nào mà muốn chờ núi cấm mà nổ vang thì ráng chờ ráng đợi thêm 3-4 ngàn. Những vị nào muốn chờ mở hội Long Hoa thì ráng chờ ráng đợi thêm 5-7 ngàn. Thì trong có họ có hàng, bà con cô bác sớm làng mới hội chung. Bây giờ còn cảnh thung dung, mây mờ mù mịt thì lo tu hiền. Thì đừng có đem lòng để não để phiền, giữ tâm thanh tịnh, u phiền tiêu tan. Mai sau tiếng sấm nổ vang thì mình có mặt để chầu an. Dương Trần chúc cho các đồng đạo huynh đệ gần xa ráng mà tu dưỡng cái thanh tâm của mình để cho thân kim thân bất tội, để sau này mình được dự vào trong hội Long Hoa để mà có mặt gặp Minh Dương Chúa Thánh ra đời để mà giúp nước giúp đời bình yên.
bây giờ đất nước còn đảo còn điên, bây giờ bá tánh còn hả não phiền tứ tung, thì Chúa thượng ngàn chúc cho các đồng đạo gần xa được an sự lành, được tai qua nạn khỏi, được bệnh dịch tiêu tan, được bình an vạn sự. Chúc cho đồng đạo huynh đệ gần xa, chúc cho các linh căn linh tử, chúc cho các cung các cõi các ngành các cấp được vạn sự an lành. Nam mô A Di Đà Phật. Từ có mấy lời để cầu chúc cho quý vị A Di Đà Phật. Dạ, như nãy giờ là Chúa thượng ngàn đang mở khẩu để nói hay là Tư nói? Chúa thượng ngàn đưa mượn vào trong cái khẩu của Tư, mượn vào trong cái tâm linh của Tư để mà Tư truyền đạt, nhắc nhở lại trong bổn đạo bà con cô bác xóm làng, để Chúa thượng ngàn chúc cho được sự bình an, tai qua nạn khỏi, trần gian hết trong cái cảnh u ám mờ mịt tối tăm, và chúc cho tất cả những các ngành các cấp, những các lãnh đạo có quyền chức để mà lo cho dân, lo cho nước, lo cho đất nước của mình được cái sự bình yên, ổn định, và lo cho cái sự thái bình mãi mãi được bình yên. A Di Đà Phật. Dạ, cũng như trong cái phần chuyện tâm linh thì mấy con cũng đang làm bên cái chuyện tâm linh, thì muốn cho cộng đồng mạng cũng như những người Phật tử, những người tu đó, muốn hỏi thầy Tư, như Chúa thượng ngàn chỉ có mượn khẩu thầy Tư hay là còn mượn khẩu hoặc mượn xác của ai ở thế gian này nữa không? Chúa thượng ngàn thì mượn nhiều thể xác lắm, nhưng mà bà Chúa thượng ngàn mượn cái xác á, giống như mượn cái xác mà lâu dài đó thì chỉ một xác thôi, rồi còn tá xác dễ dĩ như là một tiếng đồng hồ hoặc là 5-10 phút đó, thì ở trên cõi trần gian này rất là nhiều. Nhưng mà mỗi một cái thời gian mà bà làm những cái chuyện gì đó thì thời gian giống như là 5 phút, 10 phút hoặc 1-2 tiếng đồng hồ hoặc là 1-2 ngày. Còn nếu mà bà Chúa thượng ngàn ở với Tư thì lúc nào cũng ở bên Tư. Những cái chuyện gì thế gian thì bà sẽ mách bảo cho Tư biết, Tư sẽ nói ra, mà những người gần Tư, Tư sẽ nói, những người nào hiểu được thì Tư sẽ nói. Và các đồng đạo, các linh căn, không? Nếu mà ai có cần thắc mắc những cái chuyện tâm linh hoặc là những cái gì không có hiểu được thì khi nào gặp Tư, Tư sẽ bày tỏ thêm, nhờ cái chân linh của bà Chúa thượng ngàn sẽ khai mở thêm những cái chuyện tới. Dạ, cũng như là bà Chúa thượng ngàn là cũng có mượn nhiều mượn nhiều thể xác, nam nữ già trẻ mượn nhiều thể xác, cái kia là chỉ là phụ thôi hả thầy Tư? Còn chính là theo thầy Tư, chính là Tư. Ở kế bên thầy Tư là nhiều. Thì như thầy Tư cho con hỏi là bà Chúa thượng ngàn đó là về ứng vô thầy Tư là cũng có trị bệnh giải căn luôn đó ha. Cũng có trị bệnh rồi khai thị, giống như là những người ta bị ma tà hay bùa ngải hay là bệnh đau gì đó thì bà cũng quá độ cho. Những cái gì bà giúp thì bà sẽ giúp cho, những cái gì bà giúp không được thì bà sẽ chỉ cho một con đường để mà cởi mở, để mà lối thoát trong cái gút mắt của mình. Thì nãy giờ chúng ta cũng được theo dõi một cái câu chuyện tâm linh của thầy Tư đã mượn khẩu, của bà Chúa thượng ngàn đã mượn khẩu thầy Tư để chia sẻ đến cộng đồng mạng những câu chuyện tâm linh, thì cũng có để trị bệnh, để khai thị mở căn, đúng không thầy? Thì hôm nay mình cũng có duyên, anh em YouTube có duyên để gặp thầy Tư để trao đổi, như là muốn chia sẻ. Có ai cần hỏi gì thầy đi? Thì nãy con có nghe thầy Tư đọc một cái những cái bài thơ thầy Tư, trong đó là để là hội Long Qua thì sẽ lâu đó lắm mới sắp tới thôi. Hội Long Qua lâu lắm mới mở. Yeah. Hội Long Qua 2-3 ngàn nữa, mà núi Cấm có nổ thì cũng 2-3 ngàn nữa, 2-3 ngàn là 2-3 ngàn năm. Nếu mà mình sống ở trần gian thì mình đâu có sống được 100 tuổi đâu, mà khi mà mình chờ tới mấy ngàn năm sau thì cái thể xác của mình sẽ đổi rồi, đổi cái xác rồi, còn cái hồn thì trở lại. Nếu mà cái hồn mình, chân linh của mình còn trở lại trần gian thì mình có thể là nhập xác, mình đầu thai trở lại, mình ở gần cái núi Cấm, để một ngày nào mà núi Cấm có nổ đi ra đó thì mình sẽ chứng kiến được núi Cấm nổ để quá lầu, hoặc là Minh Dương trở lại đó, để mà phục tùng Nam Bang, để mà mình chứng kiến được, hoặc là Đức Thầy trở lại trần gian cứu trong bá tánh khỏi lầm than u sầu, thì chừng đó mình sẽ được nhìn thấy. Còn bây giờ ví dụ như tuổi đời mình 50 năm, 70 năm thì mình phải bỏ xác rồi, mình lột xác rồi, thì mình có duyên mình trở lại.
trở lại để mà mình chứng kiến những cái cuộc hội đó. Thì hồi lúc mà năm bao nhiêu tuổi là thầy Tư đã bà chú xứ đã lúc 9 tuổi là Tư đã bị bà mượn hồn nhập xác rồi, mà lúc đó thì có người thân giống như có cha có mẹ có anh em thì nói không ai tin, không ai tin phải không? Mà khi sau này những cái chuyện nó xảy ra như vậy đó rồi sẽ tin. Nhưng mà bây giờ đó những người thân Tư không còn nữa, cha mẹ cũng không còn, anh em cũng không còn, thầy tổ cũng không còn nữa. Tư nguyện vọng là phải về non về núi đó để mà ẩn tu. Tư có ít có xuống dưới đồng bằng, cũng ít có tiếp xúc thế gian. Thế mà Tư xuống đồng bằng chừng 4 năm bữa là Tư bị bệnh rồi. Nó bị lên cơn sốt, phải trở về núi thì nó khỏe. Trở về đây thì sẽ khỏe hơn. Nhiều khi anh em đồng đạo thấy ở một mình đó, đơn coi cũng thương. Kêu về để lo am, lo cốc, lo cắt dinh, cắt tự, rồi cắt cung, cắt đền rồi đó để mà phụng dưỡng. Rồi Tư về chừng 5-3 bữa rồi mới lên cơn sốt. Rồi nóng lạnh, rồi mệt, rồi bệnh, rồi ăn không được, ngủ không được, rồi về núi thì khỏe. Về núi là khỏe hành đó. Giống như là mình bị bà chúa hành, mình phải trở về không núi. Không cho mình xuống trần gian, không xuống đồng bằng. Không ở không gần cho ham mê vật chất đúng không? Nó giống như không cho mình ham mê vật chất. Giống như ăn sung sướng thì cũng ăn không được. Ở chỗ mà sung sướng ở cũng không được, nó ở xung quanh vậy đó. Ở núi, ở rừng, trống lỏng bốn bề, gió tạt thì ở được. Rồi đồng đạo anh em rồi thấy cũng thương lên, rồi kêu về 5-3 bữa rồi bệnh đau lên cơn sốt mệt, rồi về núi khỏe. Thành ra Tư giờ Tư theo bà chúa, bà chúa chuyển Tư đâu thì Tư ở đó. Như mà lúc mà bà chúa thượng ngàn mượn xác mình là năm bao nhiêu tuổi thầy Tư? 9 tuổi. Năm 9 tuổi là đã mượn rồi hả? Nhiều năm rồi. Là tính ra là bây giờ là mấy chục năm bao nhiêu tuổi thầy Tư? Mình á, mình năm nay là mình bao nhiêu rồi? Tư tuổi mà cha mẹ sinh đẻ là năm 1958, mà còn giấy chứng minh là năm 1967. Ủa? Làm chứng minh nó nhỉ? Lộn, khác. Bị lộn. Tại vì khi mà Tư về núi nè, nó cha mất, mẹ mất, không có giấy tờ, làm giấy tờ để mà lấy gì tài sản á. Yeah. Rồi mới làm giấy tờ, thì làm giấy tờ Tư cũng không có mặt nữa, nhờ người cháu đi làm giùm, rồi nó khai ra. Thì giấy tờ thì năm 1967, còn cha mẹ đẻ thì năm 1958. Dạ. Nó ngộ là giấy tờ thì mới có năm mấy tuổi à, còn cái tuổi thì 62 tuổi. Hồi xưa là mình ở gốc là mình ở thành phố ha thầy Tư? Chuyện xưa nó dài nữa, ngày xưa năm 64 là sanh đẻ Nam Giang. Rồi Nam Giang. Từ Nam Giang năm 60 chạy về Việt Nam. Về Việt Nam rồi ở luôn tới bây giờ. Rồi hiện tại mình ở đây là không có ai hết trơn, mình chỉ ở một mình thôi thầy Tư. Ở đây thì ở có một mình, cũng ở nhờ ở đậu đất người ta. Che cốc để ở vậy. Rồi cũng biết huynh đệ đồng đạo linh căn này nọ kia về cũng tiếp đạo nói chuyện. Rồi khi nào họ cần cái gì đó, họ rút bắt cái gì thì mình nhờ bà về rồi chỉ dẫn cho họ. Làm vậy đó sẽ thành công. Làm vậy nó sẽ hết. Làm vậy nó sẽ tốt đẹp. Rồi họ làm theo thì sẽ thành công, sẽ đạt được. Hay bệnh đau gì nữa rồi chỉ là uống thuốc đó vậy, đi bác sĩ vậy đó rồi hết. Nhiều khi những cái bệnh mà bác sĩ trả về là hô 5-3 bữa nữa chết hoặc 1-2 tháng nữa chết. Rồi Tư mới chỉ uống thuốc vậy đó, cầu nguyện vậy đó, rồi theo bà chúa đi, rồi bà chúa độ cho. Rồi cái nghiệp của mình, cái căn của mình sẽ hết. Rồi mình sẽ hết. Rồi đi khám bác sĩ lại thì bác sĩ nói hết bệnh rồi, uống thuốc gì? Thì Tư nói là có hỏi uống thuốc gì, nó uống thuốc núi, cây cỏ bậy bạ uống rồi hết. Hoặc là bị bùa bị ngải thì cũng chỉ cho xong cho nó hết, bùa hết ngải, rồi chỉ thuốc cho uống. Rồi bị ma tà nhập hoặc bị quan gia trái chủ gì theo đó, Tư cũng chỉ cho quá giải ra. Nhờ bà chúa bà khiến Tư chỉ lại. Dạ, như thầy Tư cho hỏi, như em mình điều trị giúp như vậy đó là mình tiền là mình có nhận không thầy Tư? Tiền bạc thì người ta cho mình như mình hưởng nhiều. Không đòi mình, không có đòi không có đòi hỏi. Mình không có biểu tao mua này mua kia mua nọ không. Dạ. Cứ hô bệnh là bệnh lên đây Tư cứu cho, cơm nước đây Tư lo. Có gì ăn đấy. Khi hết bệnh rồi về. Rồi giống như mình bệnh mà mình nguyện mình cúng gì đó thì mình cúng. Còn không có khả năng cúng thì mình xin hẹn lại. Xin bà chúa và nói là những cái gì mà bị theo ám đó. Để cho lại 2 năm, 3 năm như vậy đó. Khi nào nó có phương tiện đủ điều kiện rồi người ta sẽ đền ơn trả lễ.
cho những cái gì mà quan gia trái chủ theo báo những người bệnh. Thì người ta như gian vấn đề, ví dụ người ta khổ quá có thể mình cũng dẫn giúp cho người ta khổ luôn, cũng dẫn giúp, dẫn giúp luôn ha. Chứ mình không có gạt bỏ ha thầy Tư? Không gạt bỏ. Mình vẫn giúp đàng hoàng. Thấy bệnh đau tới Tư là Tư giúp hết. Có chi dùng đấy. Nhưng hồi đó giờ nếu mà tính ra là mấy mươi năm là bây giờ là nếu mà tính cái bệnh nhân thì chắc không có nhớ nổi đâu hả thầy Bệnh Tư? Thì nhiều lắm, các đỉnh luôn. Mỗi một năm là tới, nếu mà ghi vô sổ là một cuốn tập ghi không đủ. Nhiều khi họ về 100, 200, 300, 400 đó. Dạ. Mà ngày nào cũng có người ta về, nếu mà nói là củ phẩm là ngày nào cũng có người về. Nếu mà những vị mà linh căn mà cá cung cá cõi mà nếu mà có về củ phẩm thì thấy là biết Tư. Nhiều khi những vị trưởng đoàn đi dẫn đoàn về thì cũng về củ phẩm, là cũng cầu xin bà củ phẩm độ, là chỉ là nói là bà củ phẩm là chung chung thôi chứ không có biết riêng là bà Chúa Thượng Ngàn. Là bà Lê Thị Hoàng. Cái tánh danh là bà Lê Thị Hoàng, là bà Chúa Thượng Ngàn. Là buổi tối là mà con có nghe Tư chia sẻ lúc nãy á, là Tư luyện luyện gì Tư? Mình ngồi thiền hợp, hả? Tối là từ 11 giờ tới 3 giờ khuya là hợp với các linh hồn. Các linh hồn giống như là các hồn của thiên liêng, là vua chúa có, các hồn tiên Phật cũng có, các hồn ma quỷ cũng có, hoặc là các quan hồn mà nó bị giam cầm ở đâu đó. Nó nhờ những cái hồn này mách bảo hồn kia để mà nhờ cái xác của Tư, nhờ bà Chúa quá độ thì bà Chúa cũng quá độ. Chúa cứu luôn ha. Như cái... Ban đêm thì cái xác Tư thì ít có ngủ lắm, ban đêm không có ngủ. Nhiều khi ở gần biết nguyên đêm, thức sáng đêm, ăn cũng ít nữa. Sáng khoảng chừng ăn buổi sáng đó 2 giờ, ăn chén cơm rồi xong. Uống cà phê thì nhiều. Ăn thì ít, uống thì nhiều ha. Khi nào đồng đạo mà tới thăm Tư thì mua cho Tư ớt nhang thơm là được rồi. Là bà Chúa cảm ơn. Chứ không cần đem tiền, đem bông, đem trái cây gì hết. Hưởng nhang ha. Cứ ớt nhang thơm là được. Cũng cái sự việc chia sẻ của thầy đó cũng rất là đơn giản. Đó, làm cho cái người bệnh cũng không phải hoang mang, không phải để lo vấn đề kinh phí cho nhiều. Để ấp nhang cũng có thể chữa được bệnh. Nếu mà linh căn nào chưa khai mở đó thì về củ phẩm thì nhờ bà Chúa, nhờ củ phẩm linh mẹ, linh bà khai mở cho được cái căn mình sáng suốt. Tư thì là đốt nhang gì nè, trực tiếp luôn. Ngày đêm, lúc nào cũng có nhang khói gì đó, nhang thơm. Nếu mà không có khói nhang thì giống như cái... linh hồn của bà không có nhập vào Tư, mà cái xác Tư thở không có được. Lúc nào cũng phải có nhang thơm. Dễ chịu không, phải không? Nhang dễ chịu với cà phê đá. Nhà này không có cà phê đá. Người ta thì xin quẻ thì có 2 đồng xu à. Còn bên Tư thấy bà Chúa tới 5 đồng xu. Cái đó là ý nghĩa sao ha? 5 đồng xu nghĩa là trong ngũ hành. Tư xin. Thế bà về thì bà sẽ cho. Thì bây giờ giống như là giờ này là cái giờ tạm biệt thì chúc cho đồng đạo anh em tuber mình sẽ được gặt hái nhiều thành công và sẽ gặp được những cái linh căn, các cái phần độ và minh chánh đâu đó cho rõ ràng, để mà nữa sau này mình đi trên con đường nó dài ra và nó có sẽ hiện thực, đừng có mơ mơ màng màng. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.